Bài 6 trong đề thi căn 1 thì nó là một bài về tìm cực trị của Hàm ẩn. Mà Hàm ẩn thì được xác định bởi phương trình x bình cộng 3y bình cộng là z mũ 3 trừ x trừ 12y trừ 2z và cộng 14 bằng 0. Thì đây là một dạng đề mà rất ít khi thi. Tuy nhiên thì do là rất ít khi thi nên là nó có thể được coi là một dạng rất khó đối với những bạn nào mà chưa từng gặp. Trong cái phần hàm ẩn này thì chúng ta xét một cái hàm số FIZ, nó sẽ bằng bằng chính cái hàm ẩn và nó sẽ bằng 0. Và trong điều kiện cần thì nó cũng giống như là cực trị của hàm nhiều biến. Thì chúng ta có được Z' theo Y và Z' X và cho nó bằng 0 thì chúng ta sẽ đi tìm ra được cái điểm dừng. Và chúng ta có Z' theo X thì lúc này nó bằng trừ F' theo X và chia cho F' theo Z. Và chúng ta sẽ tính toán đơn giản thì chúng ta ra được nó là 2x trừ 2 mới chia cho 3x bình trừ 2 và tất nhiên có dấu trừ trước. Và cho cái z phải tiêu bằng 0. Tương tự chúng ta tính được z phải tiêu y, lúc này nó bằng trừ đi 6y trừ 12 rồi tất cả chia cho 3z bình trừ 2 bằng 0. Và khi mà giả hiện này ra thì chúng ta thấy ngay nghiệm của nó lúc này sẽ là x bằng 1 và y bằng 2. Khi thay x bằng 1 và y bằng 2 vào phương trình sau, tức là phương trình trên này, thì chúng ta sẽ thấy ngay ta giải ra được z thì z bằng 1 và ta lấy 1 thỏa mãn. Thế còn z bằng trừ 1 cộng trừ căn 5 trên 2 nó nhỏ 1 nên chúng ta sẽ loại. Thế tại sao lại loại? Vì trên đề bài thì chúng ta thấy ngay z lúc này nó sẽ lớn hơn bằng 1. Và tuy nhiên trong đề bài ra có thể bị nhầm. Đấy là trong bài gốc thì trong đề thi lúc này nó là z lớn 1. Thì anh nghĩ là cái đề bài ra có bị nhầm cái phần này và lúc này nó phải là z lớn bằng 1. Và khi z lớn bằng 1 thì chúng ta nhận cái giá trị của z bằng 1 nó sẽ thỏa mãn. Chúng ta loại giá trị này đi. Như vậy chúng ta kết luận hàm số này nó có một điểm dừng M12 và tại z bằng 1. Thì bây giờ chúng ta xét điều kiện đủ. Chúng ta xét điều kiện đủ với z 2 phẩy theo x bình. Thì chúng ta thu được là ta lấy hàm này đạo hàm U trên V. Thì ta sẽ có được U phẩy bằng 2 nhân V thì ta có là 3Z bình trừ 2, do đó thì trừ đi U nhân V phẩy, thì ông cho U này xong nhân V phẩy. Như vậy em chú ý là Z là một hàm theo X cho nên là V phẩy của nó sẽ phải đảo hàm theo một hàm theo X, tức là lúc này nó bằng 6 nhân Z và nhân Z phẩy theo X và chúng ta chia cho V bình. Và kết quả bởi vì do là tại cái điểm M12 thì cái Z phẩy theo X bằng 0, z phẩy theo x và z phẩy theo y bằng 0. Do đó mà chúng ta thay luôn vào kết quả này thì chúng ta thấy được là z phẩy bằng 0, z phẩy theo x bằng 0, z phẩy theo y bằng 0. Và thay vào thì chúng ta cũng có được là 2 chia z phẩy theo x bình thì lúc này nó sẽ là 2 chia cho 2 z bình trừ 2 và có dấu trừ trước. Nhưng mà z ở đây thì các bạn chú ý là tại M12 thì z bằng 1 cho nên là kết quả là bằng trừ 2. Thì tương tự cho y bình chúng ta thu được kết quả là trừ 6. Một cách tương tự thì chúng ta đạo hàm z2 phẩy theo x y và y thì chúng ta thấy là có xuất hiện z phẩy theo y và z phẩy theo x theo dạng tích, thì chúng ta thấy là z phẩy theo y và z phẩy theo x tại cái điểm M12 bằng 0 rồi nên cái hai kết quả bằng 0. Sau đó ta lập một cái ma trận Hess. Ma trận Hess lúc này có dạng như sau, đó là trừ 2, trừ 6, 0, 0 và ta tính các định thức con chính thì ta thấy là D1 lúc này nó bằng trừ 2 nhỏ 0, D2 thì bằng chỉ đối của H và bằng trừ 2 nhân 12, trừ 2 nhân trừ 6 bằng 12 lớn 0. Như vậy chúng ta sẽ kết luận M chính là điểm cực đại của hàm số và Z cực đại lúc này nó chính là bằng 1. Z cực đại lúc này nó chính là bằng 1.